Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi những nội dung tiếp theo của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu nội dung một số điều trong chương 8 của luật này. Mời quý vị cùng theo dõi! Chương 8 Kết quả bầu cử mục 1 Dịch kiểm phiếu Điều 73 Dịch kiểm phiếu Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản nêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu. Người ứng cử, đại diện cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu. Điều 74 phiếu bầu không hợp lệ. 1. Những phiếu bầu sau đây là phiếu bầu không hợp lệ. A. Phiếu không theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát ra. B. Phiếu không có dấu của tổ bầu cử. C. Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử. D. Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử. D. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác. 2. Trường hợp có phiếu bầu được cho là không hợp lệ thì tổ trưởng tổ bầu cử đưa ra để toàn tổ xem xét quyết định. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên ghi trên phiếu bầu. Điều 75. Khiếu nại tố cáo về kiểm phiếu. Những khiếu nại tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do tổ bầu cử nhận, giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản. Trong trường hợp tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của tổ bầu cử và biên bản giải quyết khiếu nại tố cáo và chuyển đến ban bầu cử. Điều 76. Biên bản kết quả kiểm phiếu. 1. Sau khi kiểm phiếu xong, tổ bầu cử phải lập các loại biên bản sau đây. A. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu quốc hội tại khu vực bỏ phiếu. B. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu. C. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp quyền tại khu vực bỏ phiếu. D. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại khu vực bỏ phiếu. 2. Biên bản kết quả kiểm phiếu và có các nội dung sau đây. A. Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu. B. Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu. C. Số phiếu phát ra. D. Số phiếu thu vào. D. Số phiếu hợp lệ. E. Số phiếu không hợp lệ. D số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử. H. Những khiếu nại tố cáo nhận được, những khiếu nại tố cáo đã giải quyết và kết quả giải quyết, những khiếu nại tố cáo chuyển đến ban bầu cử. 3. Mỗi loại biên bản quy định tại khoản 1 điều này được lập thành 3 bản, có chữ ký của tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu. Biên bản được gửi đến ban bầu cử tương ứng và ủy ban nhân dân, ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã, chậm nhất là 3 ngày sau ngày bầu cử. Mục 2. Kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử. Điều 77. Biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử. 1. Sau khi nhận kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các tổ bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử của mình. 2. Biên bản xác định kết quả bầu cử có các nội dung sau đây. A. À, số lượng đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân được ấn định cho đơn vị bầu cử; b. số lượng người ứng cử; c. tổng số cử tri của đơn vị bầu cử; d. số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử; d. số phiếu phát ra; e. số phiếu thu vào; g. số phiếu hợp lệ; h. số phiếu không hợp lệ; i. số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử; k. danh sách những người trúng cử; l. Những khiếu nại tố cáo do các tổ bầu cử giải quyết, những khiếu nại tố cáo do ban bầu cử giải quyết, những khiếu nại tố cáo chuyển đến ủy ban bầu cử, hội đồng bầu cử quốc gia. 3. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu quốc hội ở đơn vị bầu cử được lập thành 3 bản, có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử, biên bản được gửi đến hội đồng bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử ở tỉnh, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử. 4. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Ủy ban bầu cử cung cấp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử. Điều 78. Nguyên tắc xác định người trúng cử. 1. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp quy định tại khoảng 4 điều 80 của luật này. 2. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ. 3. Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa, tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn. 4. Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử. Thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi nội dung một số điều của chương 8 luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Chương một tiến tới của bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Kính chào tạm biệt.